Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khoa học: phước hay quả, vật có ân hay chén trà độc. Khoa học tuyệt đối không thể mang lại cuộc sống an lạc chân thật và cứu cánh cho nhân loại về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Không phải ai cũng đều chấp nhận loại lý luận này. Tại vì sao? Bởi con người vì chấp cái mê mà không được khai ngộ. Nếu quý vị muốn đề xướng loại lý luận này, tất nhiên sẽ bị thất bại, bởi vì nhiều người sẽ không đồng ý về cách nói như vậy. So với các thứ khác, khoa học kỹ thuật có sức quyến rũ mạnh hơn. Rất nhiều người biết rõ là khoa học có vấn đề, nhưng họ vẫn ủng hộ và tán dương khoa học. Trên thế giới này, điều gì có lợi ắt có hại. Phàm việc gì có nhiều lợi ích to lớn, tức nó cũng có cái hại tương đương. Xem đấy, bệnh ung thư đang lan tràn khắp cả toàn cầu, đó là bởi khoa học phát minh mỗi ngày một mới lạ, sinh sản ra biết bao loại độc tố làm ô nhiễm bầu không khí. Kết quả là nhân loại hít phải các thứ độc khí ấy mà bị nhiễm thành các chứng bệnh ung thư. Chẳng lẽ các khoa học gia không biết rõ tình trạng đó hay sao? Không phải là không biết, mà chỉ vì họ không muốn suy nghĩ kỹ càng và không muốn chấp nhận loại lý luận như thế đó thôi. Để rồi ngày nay, thế giới đã lâm vào tình trạng bị nhiễm bệnh đến tận xương cốt, không thuốc cứu chữa. Mặc dù không thuốc chữa, nhưng chúng ta biết bao nhiêu thì hãy làm bấy nhiêu, và cứ đem hết khả năng sức lực của mình để cứu vãn trần sống cuồng đã ập đến. Không phải chúng ta muốn phản đối các nhà khoa học, nhưng chúng ta cũng nên biết để thấu rõ cái chân lý này. Phàm vạn sự vạn vật, hễ có lợi thời có hại. Ví như có người đã lên đến mặt trăng, vậy lên đến đó rồi họ sẽ tính toán gì nữa đây? Giả sử như chính phủ quyết định cất giấu bom nguyên tử trên mặt trăng để chuẩn bị hủy diệt nhân loại toàn cầu, hay có một ngày nào đó số bom đạn này phát nổ rồi cũng hủy diệt luôn cả mặt trăng, vân vân. Nếu thế giới mà ngay cả mặt trăng cũng không có, vậy còn thành ra thế giới gì nữa? Đây chỉ là một thí dụ thôi, nhưng chúng ta nên lãnh hội ý chỉ của nó. Nói tóm lại, khoa học càng tiến bộ, sinh mạng của nhân loại càng bị nguy hiểm. Tiến bộ cũng như thành tiếng độc. Ngày xưa khoa học chưa có phát triển mà nhân loại còn sống được vui vẻ tự tại. Như khi mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ, an phận dưỡng mình. Ngày nay khoa học phát đạt thì nhân loại lại bị nhiễm thiên ban vạn chủng chứng bệnh kỳ quái, không thể chữa trị. Như vậy là khoa học vô hình trung đã chế tạo ra tai nạn. Chúng ta nên biết rằng, trên đời hãy có tốt thời có xấu, có lợi thì có hại, có thành tức có bại, và phàm tất cả các sự việc đều là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Giảng ngày 6 tháng 10 năm 1980.